大是海，我家是青春，若为轻易付出代价，原谅我一厢情。Bộ phim Sở Lưu Hương. Tập 19. Chuyện lạ năm nào mà chẳng có, ta có thể nhận ra được huynh. Huynh có tin không? Nếu như vậy thì tại hạ phải nghe Hồ huynh nói gì rồi. Các hạ họ Đinh, tên Phong. Đúng vậy, tại hạ chính là Đinh Phong. Không biết hai vị làm sao mà biết được? Đại danh của các hạ ta đã nghe được từ lâu rồi. Chuyện của các hạ ta cũng đã biết được từ lâu. Nếu không sao các người vừa mới mời thì chúng tôi đã tới dự ngay. Hoa hời. Hả? Nếu như Đinh huynh cảm thấy thân phận của mình rất thần bí, không muốn người khác biết được, vậy thì chỉ có thể trách lão hồ này nhiều chuyện thôi. Hả? Ta tự phạt 6 chung nha. Đinh huynh, người bạn này của ta có một điểm rất tốt, đó là cho dù huynh có nói chuyện gì đi nữa thì hắn cũng có cách kiếm cái cớ cho mình để mà uống rượu. Vậy thì Hồ huynh đúng là một người hào sảng. Nhưng mà những vị khách trong đây có thể có một người hai vị chưa chắc nhận ra đâu. Tại hạ Hướng Thiên Phi. Thì ra các hạ chính là Hải Thượng Cô Ưng, Hướng Thiên Phi, Hướng Đại Hiệp. Trong chốn giang hồ này e rằng không có ai không biết. Cái tên này ta không biết rồi đó. Với lại ta cũng chưa nghe qua lần nào. Vậy thì đúng quá rồi. Đại danh của các hạ tôi cũng chưa từng nghe người khác nhắc tới. Tôi vốn là một người vô danh tiểu tốt, các hạ chưa từng nghe tên tuổi tôi cũng không có gì lạ. Nếu như các hạ xưng danh là Hải Thượng Cô Ưng, vậy thì chắc khinh công của huynh phải rất cao cường rồi. Nếu nói về khinh công thì tại hạ cũng tạm ổn. Thì ra các hạ cũng là một người thẳng thắn, đúng với tính cách của tôi lắm, tôi rất thích. Lần này tôi tới đây chính là vì muốn mở mang tầm nhìn, xem thử những khinh công của cao thủ trong giang hồ. Nếu như các hạ nói như vậy thì tôi không thể không xin huynh chỉ bảo cho rồi. Hướng mộ xin đợi chỉ giáo. Tôi nghĩ huynh sẽ không đợi được lâu đâu. Nè, cái tên Câu Tử Trường này sao lại cứ gây sự vậy chứ? Lại cứ khăng khăng phải tìm Hướng Thiên Phi. Nè, huynh nói coi, hắn ta có phải là mới bước vào giang hồ, muốn tìm một cơ hội để mà nổi danh không? Nếu như nói vậy, khinh công của Câu huynh chắc chắn là rất cao siêu rồi. Kinh công của tôi thì cũng tạm được thôi. Nếu như cô huynh muốn gặp được cao thủ kinh công bậc nhất ở giang hồ thì huynh hôm nay đã tới đúng chỗ rồi. Trước mắt cô huynh có ngay một người kìa, kinh công cao siêu, có một không hai. Nếu như hôm nay cô huynh không thỉnh giáo với huynh ấy thì đúng là tới đây cũng như không tới. Tên tiểu tử đi dán, tại hạ đang định thỉnh giáo Đinh huynh đó. Đều dám, đều dám, tại hạ đâu có gì hay ho đâu. Câu huynh xin đừng có hiểu lầm. Người mà Đinh huynh nói không phải là bản thân mình sao? Cho dù mặt của tại hạ có gì thêm nữa cũng không dám tự khoe khoang mình như vậy. Vậy người mà Đinh huynh đã nói thật ra là ai? Nếu như người mà Đinh huynh nói là Sở Hưng Soái thì không cần rồi.
So với khinh công của Sở Hương Soái thì tại hạ còn kém xa lắm. Còn những người khác, bất kể là ai muốn lĩnh giáo, tôi cũng sẽ nghênh tiếp. Trong thần Long Bang không lẽ đã xảy ra chuyện gì rồi? Xảy ra một chuyện rất trọng đại. Không lẽ Hải Ban chủ còn mời những người khách khác à? Khách đã tới đủ cả rồi, nhưng mà nếu như còn có ai tới nữa, e rằng là những người khách không mời mà tới. Hai người này là do tôi mời tới, nếu có điều gì thất lễ xin ban chủ bỏ qua cho. Có gì đâu mà trách móc chứ, người càng đông thì càng náo nhiệt mà. Chỉ cần là khách do dân ban chủ mời tới thì người đó là thượng khách của tại hạ. Chẳng qua không thể phá quy định được, người tới trễ thì phải phạt ba chung. Chỉ tiếc rằng hai người này không uống được giọt rượu nào cả. Bất kể lại nói không biết uống rượu đều là lời nói dối cả. Người mà không uống giọt rượu nào tại hạ chưa từng thấy qua. Nếu như có người không biết uống giọt rượu nào, chắc người đó là xác chết rồi. Hai người này chính là xác chết. Được, 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 được. Bất kể là người gì, tại hạ cũng đã mời qua. Nếu như có xác chết tới làm khách, hôm nay quả đúng là lần đầu tiên đó. Dân ban chủ, suy nghĩ của huynh đúng là chu đáo. Để cho tại hạ có thể mở rộng tầm nhìn, chỉ cần là người do dân ban chủ mời tới, bất kể là đã chết hay là còn sống, cũng mời vào đây hết đi. Nếu như vậy thì đa tạ Hải ban chủ. Đưa người vào đây. Hai người này rõ ràng là môn hạ của Phục Dĩ Bang mà. Dân Thung Long đưa họ tới đây làm gì? Nếu như là thượng khách của dân ban chủ mời tới thì phải mời đích thân dân ban chủ giới thiệu rồi. Các vị không nhận ra được hai người này, nhưng võ ban chủ thì chắc chắn nhận ra. Võ ban chủ, người có biết họ tới đây làm gì không? Xin chỉ giáo. Họ là theo vũ ban chủ sổ mệnh lại đó. Yun bang chủ 若是在说笑话，这笑话就未免说得太不高明了吧？死人是从来不说笑话的。把他们葬了。哪里来的回哪里去吧。各位都是江湖中的大行家，不知是否看出他们这致命的伤口是被什么样的凶器所伤的。在下纵然不说，各位想必也早已看出这是神箭射日五大帮主的大手笔了，一箭入骨，直穿心腹。五大帮主的燕尾剑果然是高明极了，厉害极了。不过这两人死得有些不明不白，直到临死之时还不知道五大帮主为何要向他们下此毒手。这两人本是我凤尾帮的属下，就算我杀了他们也是我凤尾帮的私事，与神龙帮的云大帮主有何关系啊？这两人和我的关系莫非五大帮主你不知道？这两人莫非是你派到我凤尾帮来做卧底的奸细？否则怎么会和你有关系呢？
哎，老少少，我求求你，以后不要再自作聪明，把自己当成是诸葛亮。诸葛亮假如当时在那里，想法也必定是和我一样的。诸葛亮如果还在这里，就被气死了。我明白了，我完全明白。哼，我也明白了，但这是咱们俩之间的事，岂可在海帮主的宴前争吵，搅了这些贵客的酒兴。如果有话，咱们出去说。好，但这两人都是我的好兄弟，无论他们是死是活，既然来迟了，就罚酒三杯。这六杯酒我替他们喝了吧。Các vị chắc đã nghe rõ, thuộc hạ của Phùng Dĩ Bang ta lại là hảo huynh đệ của Vân Đại Bang chủ. Thủ đoạn của Vân Đại Bang chủ đây quả đúng là quá cao minh, quá cao minh và quá lợi hại. Lẽ ra Vân Mỗ hôm nay muốn nâng chung cùng các vị, nhưng tiếc rằng bây giờ tôi như là có xương móc trong cổ họng vậy, không thể nào uống được nữa. Thật lễ, thật lễ. Sư lý à, trời ơi, sao hồi nãy ta lại không móc mắt con cá đó ra mà ăn trước, bây giờ để người khác ăn mất rồi. Những cái thứ này là phải dùng miệng để ăn, chứ đâu phải dùng mắt để nhìn. Xem ra vị Vân huynh đệ này không uống thêm được nữa rồi. Vì chung rượu này ta sẽ uống thay huynh ấy. Chỉ có người say rượu thì mới dành rượu uống thôi. Con sâu hôi này ngày thường uống rượu tinh khôn lắm, sao hôm nay lại dành rượu uống? Cái con sâu hôi này thường ngày chỉ có cái mũi là không thính thôi, sao hôm nay ngay cả con mắt cũng có vấn đề? Sợ Lưu Hương đúng là danh bất hư truyền, đúng là tửu lượng tốt, hảo bằng hữu. Bớt nói lời nhảm nhí đi. Đi thì đi. Không đi mau. Giờ chung rượu bớt giận rồi mọi chuyện sẽ bỏ qua. Ê, Hồ huynh. Vũ Chung, thử yến chai. Cáng thái Vũ Bang chủ. Vì vậy là không đúng rồi. Lúc nãy do ban chủ đã nói, kẻ đừng có không may quật cả. Chính công vô ích như vậy chứ. Nào, Hồ huynh. Tiểu đệ kính quy một chung. Nào, đưa. Nào. Mời. Hả?
Tên họ Võ kia, tôi không ngờ là ngươi dám hạ độc thủ đó. Được, ta liều mạng với ngươi. Ngươi còn nhớ ban chủ để giao cho ngươi bức thư đó không? Bức thư đó đây. Nhưng mà hắn, nếu như thư còn ở đó thì ngươi phải nhớ lấy lời ban chủ đã dặn ngươi đi. Được, ban chủ nói nếu như lần này ban chủ có mệnh hệ gì thì phải lập tức mở bức thư mà ban chủ đã giao đọc trước mặt mọi người, không được chậm trễ chút nào. Những điều này tôi đều nhớ cả. Nếu như đi cả tháng rồi vẫn chưa về thì phải truyền lại chức vụ ban chủ cho. Võ Duy Dương của Phụng Dĩ Bang, từ đó hai bang hợp nhất những sự việc lớn nhỏ trong Thần Long Bang đều do Võ bang chủ quyết định cả. Đệ tử bổn bang phải tuân theo lệnh của Võ bang chủ, không được có dị nghị gì. Nếu như ai dám chống đối, giết không tha. Lá thư này có phải là do chính tay dân bang chủ viết không? Đúng là chính tay dân bang chủ viết, sau đó chính tay đưa tôi. Nhưng mà nếu như đây là di mệnh của dân bang chủ thì xem ra hai vị bây giờ phải mau mau đi bái kiến tân bang chủ mới đúng. Không được, đệ tử của Thần Long Bang ai nấy đều sẽ mang chủ như cha. Hắn ta đã giết dân bang chủ, chính là đã kết mối thù không đội trời chung với 3.000 đệ tử của bổn bang. Kêu hắn ta làm bang chủ, Tôn lão nhị này là người đầu tiên không chịu. Nhưng đây là Diêm, người dám không phục này còn kháng mệnh. Bất kể các người nói gì đi nữa, ta cũng liều mạng với hắn. Ngươi, đệ tử thuộc phân đà thứ 3 của Thần Long Bang, Hạ Kỳ Phong khấu kiến tân bang chủ. Đứng dậy đi. Võ bang chủ, từ nay lãnh đạo hai bang nhất định có thể làm nên sự nghiệp lớn. Chúc mừng, chúc mừng. Hey. Dân Thung Long ơi là Dân Thung Long, sao ngươi lại không lấy chức vụ bang chủ truyền lại cho Tống Nhân Trung chứ? Không biết là vị Tống Nhân Trung Tống Đại Hiệp này là dân cố bang chủ có mối quan hệ gì? Tống Nhân Trung là bạn tốt của ta, không có mối quan hệ gì với Dân Thung Long hết. Nếu như Tống Đại Hiệp có hùng tài đại lược, có thể khiến người khác phục, tại hạ sẽ lấy chức vụ ban chủ này chuyển nhượng cho y cũng chẳng sao. Tống Nhân Trung này, hắn ta không phải là đại hiệp, lại không có hùng tài đại lược nào hết. Hắn chỉ là ông chủ của một tiệm bán quan tài mà thôi. Hả? Ông chủ tiệm bán quan tài à? Đúng vậy. Bản lĩnh duy nhất của ông ta chính là chuyện ma chay. Ông nghĩ coi, nếu như Dân Thung Long truyền lại chức vị ban chủ này cho hắn ta, những lợi ích khác thì không có rồi, ít ra cũng còn có một cái quan tài để cho hắn ta có thể ngủ ngon một giấc, ít nhất thì cũng có người lo ma cha cho hắn ta. Di thể của dân cố ban chủ đương nhiên là do tại hạ khâm liệm rồi. Hạ đà chủ. Dạ. Hậu sự dân cố ban chủ giao cho ngươi làm đó, nhất định phải làm cho thật long trọng. Từ hôm nay trở đi, 3.000 đệ tử của Thần Long Bang, tất cả mọi người đều phải để tang cho dân cố ban chủ, chịu tang trong vòng 7-7-49 ngày, nghiêm cấm vui chơi, nếu như làm trái sẽ xử nghiêm không tha. Rõ chưa? Tuân mệnh. Khi huynh còn sống là địch thủ của ta, khi huynh ra đi là thầy của ta. Chuyện đã qua rồi, không thể trở lại, trả lại di thể, tỏ lòng thương tiếc. Hắn ta nói đi là đi, ngay cả lời chào hỏi cũng không có nữa. Bị hồ huynh nói như thế này, nếu như đổi lại là tôi cũng không còn mặt mũi nào mà ở đây nữa.
Theo ta thì vì hắn đã giết dân Thung Long, sợ là người khác tìm hắn báo thù, vì vậy hắn ta đã lẻn đi trước rồi. Thần Long Bang và Phụng Dĩ Bang là kẻ thù truyền kiếp. Gần trăm năm nay hai bang đã quyết chiến mấy chục người chết lên đất này. Cho dù có người muốn báo thù cho họ, e rằng cũng không thể nào làm được. Không sai. Đinh công tử nói rất là đúng. Đây là chuyện riêng trong hai bang của họ. Người ngoài như chúng ta đừng dúng tay vào thì tốt hơn. Lần này dân bang chủ không may chết trận, nhưng thần Long bang và Phụng Dĩ bang đã có thể hợp nhất thành một. Vậy thì chuyện đổ máu sẽ không còn xảy ra. Đây cũng xem như là một chuyện tốt. Nếu như nói vậy thì nó lại còn là một hỷ sự nữa đó. Vậy Đinh công tử, chúng ta có cần phải ăn mừng một phen không? Ý của Hồ Huynh đúng với ý của tôi lắm. Chúng ta đâu phải là thuộc hạ của thần Long Bang, chúng ta đâu cần phải chịu tang cho dân cố bang chủ. Nhưng mà có điều, đây không phải là chốn ăn chơi. Tôi biết là nhà của Hải bang chủ ở gần đây. Theo như tôi biết, nhà của Tử Kình bang chủ quanh năm không thiếu rượu thịt. Không biết là Hải bang chủ có ngại tốn kém thêm lần nữa không? Các hạ đừng tưởng tại hạ hạ tiện như vậy chứ. Không biết là các chị có muốn tới đó hay không đây? Ta lúc nãy ngồi uống ở đây đúng là không thoải mái chút nào. Nếu như Hải bang chủ đúng thật là mời chúng tôi tới nhà của người uống rượu cả đêm, đúng là một điều tốt đẹp đó. Cho dù Hải bang chủ không mời tôi cũng sẽ tự tới đó. Uống rượu cả đêm đúng là tuyệt. Nếu như có thể bắt chước Bình Nguyên Quân uống cả 10 ngày lại càng tuyệt hơn. Nếu như Đinh Huynh có nhã hứng, vậy thì ta chỉ có thể chịu lòng thôi. Vậy thì tốt rồi. Không biết ý của Hồ Huynh thế nào? Ta... Y hả? Uống 10 ngày đối với y mà nói còn chưa đủ nữa đó. Tốt nhất nên để cho hắn say 3.000 năm đi. Ta chỉ hy vọng là những người khách ở đó đều là người còn sống. Những cái xác chết sẽ không biết uống rượu. Nhìn thấy những tên không biết uống rượu, ta tức tối lắm đó. Bây giờ tôi còn sống, nhưng sợ là đi tới đó rồi tôi sẽ trở thành xác chết mất. Các hạ, không lẽ sợ tại hạ còn có ác ý gì sao? Hải bang chủ à, tôi chỉ nói đùa với huynh thôi. Ý của tôi muốn nói, nếu như uống liên tục 10 ngày thì tôi còn không say chết, đó mới đúng là chuyện lạ đó. Còn Kim cô nương thì sao, cô cũng tới chứ? Người không biết uống rượu, cô tới hay không cũng đâu có sao. Ngươi tưởng ta không biết uống rượu sao? Cô nương, là người còn sống thì đương nhiên là biết uống rượu rồi. Nhưng mà rượu lượng thì đã có bất đồng rồi. 你以为只有你酒量好啊? 男人酒量比我好的那多的是，可是女人呢？ 女人的 thủ lượng thế nào thì mỗi người mỗi khác, có giới hạn thôi. Được, ta sẽ cho ngươi xem thử tử lượng của phụ nữ như thế nào. Thật sao? Nếu như ta uống không lại ngươi thì ngươi muốn làm gì ta cũng được. Còn nếu như ngươi uống không lại ta thì sao? Tùy cô muốn làm gì ta cũng được. Nhưng mà cô phải cẩn thận, nữ nhi không được tùy tiện nói câu đó đâu. Nếu như cô thua rồi vậy thì phiền cho cô lắm. Lời ta nói chính là vậy đó. Lời ta nói được nhất định sẽ làm được. Được, cô uống một chung, ta uống hai chung. Nếu như ta sai trước thì tùy cô muốn làm gì ta cũng được hết. Được, câu này là ngươi tự nói đó. Đúng vậy, chính là Hồ Đại Hiệp này nói đó. Lời của ta nói chắc như đinh đóng cột, không có gì chắc ăn hơn lời ta nói đâu. Chỉ sợ rằng phen này Hồ Huynh bị mắc lừa rồi. Mắc lừa? Trong vạn phúc vạn thọ viên, ngay cả con nít cao 3 xích cũng có tửu lượng trăm chung rượu rồi. Huống chi Kim cô nương có người chỉ bảo từ nhỏ, khi cổ vừa mới 12 tuổi, một mình đã uống hết một bình rượu Hoa Điêu lâu năm rồi. Tuy tửu lượng của Hồ Huynh cũng không thua kém, nhưng mà nếu như huynh lấy hai chung chấp một chung của cổ, chỉ e rằng lần này
huynh sẽ bị bại dưới tay của Kim cô nương. Hoa điêu ngọt như mật, mỹ nhân nhan như ngọc, thắng bại không cần bàn, sai chết cũng chẳng màng. Xem ra thế gian này lại có thêm một xác chết nữa. Sao đường xá lại quá xa xôi tới vậy hả? Trời cũng gần sáng rồi. Đó, quýnh coi, quýnh coi kìa. Chà, nếu như căn nhà này là của Kim Linh Chi á, thì tốt biết mấy. Nếu như là của Kim cô nương, vậy thì sao? Nếu như là cổ, thì ta sẽ kêu cổ đền lại một căn cho Trương Tám. Sẽ bắt cổ phải tùy ta làm gì cũng được. Kế đến ta sẽ bắt cổ gả cho huynh, để huynh nếm thử tính cách của thiên kim đại tiểu thư này. Tới chừng đó cổ không làm huynh tức chết thì may cho huynh lắm rồi đó. Đó rồi, không bắn cái chết sao? Nó xoắn đến dấu yên à. Hoa điêu ngọt như mật, mỹ nhân nhan như ngọc, cho dù là có tức giận đi nữa cũng vui vẻ lắm. Chỉ sợ rằng tới lúc đó Hồ Đại Hiệp lại luyến tiếc rồi. Luyến tiếc cái gì? Người hào phóng như Hồ Quỳnh còn thứ gì luyến tiếc chứ? Phóng tới đâu cũng không đành lòng dương vợ của mình cho người khác rồi. Hồ Quỳnh đã lập gia đình rồi à? Vậy đúng là không nhận ra nha. Người đã có nương tử, đâu có treo cái bảng lên đầu để cho người ta biết đâu. Sao lại có thể nhìn là biết ngay được chứ? Nè, huynh nhìn gì mà nhìn gì? Không lẽ trên đầu của ta đã một bộ bông hoa sao? Tôi chỉ cảm thấy người có gia đình rồi, sao lại có thể như Hồ huynh vậy được chứ? Có phải là huynh cảm thấy có gia đình rồi sẽ không dơ bẩn với Hồ huynh không? Ta nói cho huynh biết, con người của y ngoài trừ chuyện không nỡ bỏ nương tử ra, lại còn không nỡ tắm nữa. Hắn ta thường hay nói, nếu như một người nào đó thường xuyên tắm sẽ rửa hết đi những nguyên khí trên người của họ, như vậy thì sẽ tổn hại tới nguyên khí lắm. Buồn cười, buồn cười. Cũng hơn ai đó làm như mình sạch lắm, không thể nào tìm được người thứ hai vậy đâu. Mọi người đang nói chuyện gì vậy? Lâu như vậy mới vào đây? Các vị, khi nãy chúng tôi đang nói về hôn sự của vị Hồ Đại Hiệp này. Vì Hồ Đại Hiệp sắp phải thành thân rồi, cho nên chúng tôi ai cũng rất vui. Không ngờ lại có người chịu gả cho loại người như ngươi. Đúng là chuyện lạ đời. Chắc người đó là một người mù. Mù hả? Cũng tốt chứ. Tốt nhất là cái mũi đừng có thính quá hả? Vậy sẽ không ngửi thấy mùi hôi trên người ta. Thật ra thì cưới nữ nhi như vậy cũng tốt rồi. Tốt thật. Không biết đêm nay có trăng không? Nhi sói sấy sông lão phụ. Nhi sói. Ồ, hôm nay thiên chi thiệt hảo. Không biết hoàn sang có mấy yêu lạc. Mặt trăng thì không có rồi, nhưng mà trước mắt thì có một con tinh tinh đây. Hồ huynh, nếu như huynh sắp thành hôn thì đó là một chuyện tốt mà. Không biết tân nương là vị cô nương nào? Đinh huynh, nói về cô tân nương này, người thì đẹp lắm, gia thế cũng không tệ, võ công rất tốt, tửu lượng lại càng rất tuyệt nữa.
Nghe nói có thể uống cả bình rượu lận đó. Con sâu hôi, huynh dám nói thêm một câu nữa, ta sẽ bán ưng chôn bạn. Bán thân chôn bạn. Bán thân chôn bạn. Bán thân chôn bạn đây. Mai sơn giao hữu lo. Mai bán thân chôn bạn. Cái tên này thì như ta chỉ nghe qua câu nói bán thân chôn cha thôi. Hắn ta đang làm gì vậy? Các vị xem đây, người này chịu bán thân chôn bạn, đúng là rất có nghĩa khí. Tôi rất muốn kết bằng hữu với hắn. Phải rồi, muốn kết bạn với hắn ta, mua hắn ta về đi. Không chừng một ngày nào đó bán hắn lại cho người khác, lại lời được số tiền lớn đó. Con người này chỉ cần không dôi, không làm biến, không uống rượu thì dù thế nào đi nữa cũng sẽ bán hắn ta lại được thôi. Huynh nói có đúng không hả? Con người tôi hả? Không dơ cũng không có hôi, càng không làm biến. Uống rượu cũng không được nhiều, ăn cơm thì còn ăn ít hơn là con chim sẻ. Khi làm việc thì hỏi là sẽ sang gì thú nhũ. Tuy chủ nhân chúc làm như là cái chủ thì rất là thành như con cát cửa. Nếu như ai mua lại tu rồi, người ấy sẽ rất là ưng ý, tuyệt đối không hối hận đâu, bảo đảm hàng thiệt đúng giá. Có vị đại gia phu nhân nào biết coi hàng không vậy hả? Cô tổ nè, thằng nghèo tới nổi điên rồi. Mai sơn giao hữu. Chết xiao zi, xiao bi là chúng phong. Vị bằng hữu này, huynh phải bán mình đi thật sao? Hay cũng do bạn tôi đó. Lẽ ra tôi còn có căn nhà để mà bán chứ, đâu có ai ngờ căn nhà đó lại bị sập mất, chỉ còn lại một mình tôi. Tôi không bán mình đi thì tôi bán được cái gì? Không biết là vị bằng hữu đây ra giá bao nhiêu? Không nhiều cũng không ít, giờ đúng 500 lượng. Nè, nếu như không phải tôi cần tiền gấp thì tôi không bán mình với giá thấp dữ vậy đâu. Xin hỏi huynh có chuyện gì mà cần gấp tiền tới vậy? À, tôi có một người bạn, hắn ta gặp phải căn bệnh lớn, nhìn vẻ mặt hắn cũng sắp đi đời. Tôi và hắn là bạn với nhau, tôi không thể nào nhìn xác của hắn ta đem đi cho chó ăn chứ. Hay da, cũng hết cách, tôi chỉ có thể bán mình đi thôi, đổi lấy chút ngân lượng để làm hậu sự cho họ. Như vậy chứ. Hả? Đại gia, 即便如此, 也花不了500两 这么多银子吧。 哎呦, 大爷, 你有所不知啊, 我这两位朋友, 那都是酒鬼。 Người không biết đó thôi. Hai người bạn này của tôi đều sâu rượu hết trơn à. Họ sắp trở thành một, tôi phải thường xuyên tới trước bia mộ của họ, ngày nào cũng đi rót chút rượu cho họ. Nếu như rót rượu ít quá hả, họ sẽ không có rượu uống ở chốn âm tàu địa phủ. Vậy thì họ sẽ đại náo ở đó rồi quay về không chịu chết nữa. Hả? Vậy thì sao tôi chịu nổi? Nếu vậy thì Đinh Quỳnh hãy mua hắn ta đi. Mua thì cũng được, chỉ là ngươi không mua, ta mua. À, năm trăm lượng thì 500 lượng. Nếu như cô nương muốn mua thì phải 5000 lượng đó. Tại sao? Bởi vì nam chủ nhân dễ hầu hạ hơn, nữ chủ nhân thì khó hầu hạ lắm, rất là phiền. Không chừng lại phải nhảy vô thùng nước hôi thối mà tắm nữa đó. Được, 5000 lượng thì 5000 lượng, ta sẽ mua ngươi. Cô nương, cô nương muốn mua thì sao? Ai nói đùa với ngươi chứ,
Có còn ai đã giá cao hơn vị cô nương này hay không vậy? Hả? Hả? Có còn ai không? Cái tên mập này nói mình giống chim sẻ, giống trâu, giống chó, cả bốn con đều không phải. Đó không phải là con quái vật sao? Đầu óc ta đâu có vấn đề đâu, khi không là bỏ ra 5,000 lượng đi mua con quái vật này về. Người nói đầu của ai có vấn đề, nói thử đi. Ta chỉ biết là có một con cọp cái đầu óc cổ có vấn đề. Rốt cuộc cổ là ai? Hả Kim cô nương, cô có biết không? Ta đã từng thấy người dành vàng, dành bạc, dành cái gì cũng có hết á, nhưng mà chưa thấy ai dành chửi hết. Kỳ lạ, kỳ lạ, kỳ lạ thật. Nếu như không có ai trả giá cao hơn việc lần này không? Đó đúng vậy. Chính là tôi đây. Tôi chính là khoái võng Trương Tam đây. Được, vậy ta trả 5,001 lượng. Gì mà keo kiệt dữ vậy? Vị huynh đệ, hơn một lượng đã là hơn rồi. Phải, huynh nói đúng rồi. Ta trả 6,000 lượng. Cũng là cô lương giàu hơn. Ta trả 6,001 lượng. Vậy để tôi qua bển nghe. 7,000 lượng. Tôi trở gì à? Ta trả 7,001 lượng. Vậy... Ta trả 1,000 lượng. Vậy huynh xem kìa. Hả? Ta trả 1,001 lượng. Không ngờ hắn lại đáng giá như vậy. Nếu biết sớm ta đã mua hắn ta lại trước, vậy thì ta lời to rồi. Nhưng mà đáng tiếc, ta nhìn từ đầu tới chân cũng nhìn không ra rốt cuộc hắn ta có gì đáng giá. Nếu như là hàng tốt, ta trả 1,001 lượng cũng không phải đắt lắm. Được, ta trả. Khoan đã. Làm ăn thì phải chính đáng công bằng chút, mua hàng thì phải trả tiền ngay. Đúng vậy á, tôi làm ăn bằng tiền mặt không à, bán thiếu hả miễn bàn. Nếu như vậy thì dù là ai trước khi ra giá cũng phải đem ngân lượng ra xem trước, đâu có thể nào mà nói không như vậy chứ. Ngươi xem chỗ này có đủ không? Đủ rồi, quá đủ rồi. Đây là ngân phiếu của Lợi Nguyên Hiệu ở Sơn Tây, có giá trị giống như tiền mặt. Nếu như không đủ, chỗ này của ta có rất nhiều ngân lượng. Kim cô nương, cô cứ lấy đi mà dùng, không sao cả. Tử kinh ban chủ có hơn 100,000 lượng, có được câu nói này của huynh ấy thì khác gì là tiền mặt chứ. Không biết là vị bằng hữu này thì sao? Xem ra các hạ sợ rằng tôi và gã Trương Tam này thông đồng với nhau, cố tình đứng ra đề cao giá tiền đúng không? Nè, mang tới đi. Thật là không ngờ lại có người khiêng thùng vàng tới mua Trương Tam này. Ta xem thường người quá rồi. Trời đá. Đá. Dạ. Sao hả? Có đủ không? Đủ rồi. Nếu như không đủ, tôi cũng còn mấy thùng đó. Hả? Còn nữa hả? Cô nương, cô cứ ra giá đi. Ta trả 1,001,000 lượng. Tôi trả 1,001,000 lượng. Đi chậm. Ta trả 1,001,500 lượng.
Tôi trả 1 vạn 1501 lượng. Ta trả 1 vạn 2000 lượng. Tôi trả 1 vạn 2001 lượng. Tại sao ngươi phải mua cho bằng được chứ? Vậy cô nương tại sao nhất thiết phải mua hắn? Vì ta thích. Chỉ cần ta thích, ta lấy mấy vạn lượng bỏ xuống sông xuống biển thì sao chứ? Không lẽ hễ là cô nương thích thì không cho người khác thích sao? Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.